Drama cực căng đây các bạn ạ. À, theo những thông tin mà mình tìm hiểu được thì dạo đây Roblox và đội ngũ của mình đang lên một cái quyết định có phần rất là gây sốc luôn. Và thậm chí với cái quyết định này đã khiến cho một số lượng người chơi Roblox không nhỏ, trong đó có game thủ ở khu vực Việt Nam không thể nào chơi Roblox được nữa. Nếu bạn có vô tình hay là cố ý nằm trong danh sách của Roblox thì có khả năng rất cao và không nhỏ là bạn sẽ không thể chơi được nền tảng giải trí hàng đầu này, cũng như là các trò chơi có trong đây. Và chính cái quyết định này cũng đã khiến cho một bộ phận không nhỏ người chơi đã phản đối Roblox rất là kịch liệt. Vậy rốt cuộc thay đổi được cho là lớn này của Roblox nó là gì, và bạn liệu có nằm trong danh sách những game thủ không thể chơi được trò chơi Roblox này hay không? Hãy xem hết video này để cùng mình tìm hiểu về cái drama này nha. Và còn rất nhiều những tin tức khác cũng đang chờ đón các bạn. Còn giờ thì vào video thôi nào. Về những thứ có liên quan đến cái drama về việc Roblox và đội ngũ của mình sẽ thẳng tay lập ra danh sách là khiến cho một số lượng lớn người chơi không thể chơi được Roblox, cụ thể như sau. Vào ngày 7 tháng 4 năm 2024, có rất nhiều nguồn thông tin về Roblox đồng loạt đưa tin về việc bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 2024, Roblox sẽ không còn hỗ trợ cho Android 5.0 và 5.1 nữa. Nếu muốn chơi được Roblox hay là nền tảng giải trí này thì người chơi phải sử dụng Android 6.0 hoặc cao hơn để tiếp tục truy cập vào Roblox. Mình sẽ khoanh những dòng mà các bạn nên chú ý thật kỹ rằng với bản cập nhật này thì mọi thiết bị di động thuộc Android 5.0 đến Android 5.1 sẽ không được Roblox cung cấp hỗ trợ vào cuối tháng 4 năm 2024 này. Vậy làm thế nào mà chúng ta có thể biết được thiết bị Android mà bản thân mình đang sử dụng thì nó có thuộc vào danh sách không hỗ trợ của đội ngũ Roblox hay không? Mình khá chắc là không chỉ có một bạn thôi đâu, mà là rất nhiều bạn cũng có thắc mắc như vậy đúng không? Theo những gì mà mình đã tìm hiểu thì những thiết bị di động nào thuộc Android 5.1 và 5.2 thì nó sẽ được gọi chung là phiên bản Lollipop, còn các thiết bị thuộc Android 6.0 thì nó sẽ được gọi là phiên bản Marshmallow. Để các bạn dễ dàng theo dõi thì ở đây mình đã tổng hợp các phiên bản qua từng năm của Android. Phần này thì mình lấy từ Wikipedia nha các bạn. Vậy khi nhìn vào đây được rồi, vậy thì làm thế nào để biết được điện thoại mình thuộc phiên bản Android nào trong cái bản này? Không lẽ phải ngồi dò từng chút một hay sao? Không cần phải làm một việc lằng nhằng như vậy đâu các bạn, vì mình sẽ chỉ cho các bạn một cách kiểm tra phiên bản điện thoại của các bạn đang sử dụng cực kỳ nhanh. Đó là việc bạn hãy nhớ lại xem tên điện thoại của bạn là gì. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ như là Nexus 6. Sau đó mình sẽ lên Google và gõ vào thanh tìm kiếm như sau: Android Nexus 6 belong to version. Ở đây dịch ra tiếng Việt thì nó có nghĩa là Android Nexus 6 thuộc phiên bản nào? Thì ngay lập tức bạn sẽ thấy được kết quả What version of Android is Nexus 6? Sửa xuống thì bạn sẽ thấy được thông tin của cái thiết bị này về phiên bản Android đang sử dụng là Lollipop. Sau khi tìm xong thì bạn hãy xem trên cái bảng này xem rằng Lollipop là thuộc phiên bản từ bao nhiêu đến bao nhiêu của hệ điều hành. Như bạn có thể thấy ở đây thì Lollipop là thuộc từ 5.0 đến 5.1, tức là điều này cũng đồng nghĩa với việc là thiết bị di động này không thể chơi được Roblox kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2024. Những cái thiết bị di động khác thì các bạn cũng làm tương tự như vậy, chỉ cần phiên bản trên hoặc bằng 6.0 là có thể chơi được Roblox một cách bình thường. Đây có thể nói là một quyết định hơi nghiệt ngã của những người đứng đầu Roblox khi mà việc đưa ra thông báo sẽ khiến cho một số lượng người chơi không hề nhỏ có thể là không thể nào chơi được Roblox luôn. Nguyên do được đưa ra là phiên bản thiết bị của họ quá là cũ. Là bạn có nằm trong danh sách của những người không thể chơi Roblox trên thiết bị di động nữa hay không? Hãy để lại một bình luận bên dưới video này để mình cùng biết với nhé. Thông tin cực kỳ nóng, Roblox đang có dự định tổ chức lại các sự kiện event cũ trong quá khứ, điều mà họ đã từng rất hay làm trước đây. Cụ thể Roblox cho biết rằng bản thân rất hài lòng về sự kiện The Hunt First Edition kéo dài trong 2 tuần tuyệt vời. Những tác động của nó sẽ lâu hơn nhiều, vì nó sẽ giúp cho chúng tôi lên kế hoạch cho các sự kiện trong tương lai. Từ những dữ liệu của chính chúng tôi đến từ ý tưởng của những người dùng và những người sáng tạo, chúng tôi đang nỗ lực làm cho các sự kiện trở nên tuyệt vời hơn. Trên blog có tựa The Hunt phiên bản đầu tiên và cách nó giúp chúng tôi lập kế hoạch cho các sự kiện trên toàn Roblox trong tương lai. Trong bài đăng này thì có một đoạn rất đáng chú ý như sau. Giám đốc điều hành của Twin Atlas cho biết, chúng tôi nhận thấy được sự tương tác đáng kinh ngạc trên một số trò chơi của mình, đôi khi là từ những người chơi không chơi trong nhiều năm. Đó là một cơ hội tuyệt vời để cho họ thấy mọi thứ đã thay đổi kể từ lần cuối họ chơi. Chúng tôi hiện đang nghiên cứu các công cụ mới để giúp cho những người sáng tạo tổ chức các sự kiện của riêng họ gắn liền với những khoảnh khắc quan trọng mà họ muốn chia sẻ với khán giả. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục học hỏi từ những cộng đồng không ngừng phát triển của mình, và chúng tôi rất là nóng lòng chờ đợi phiên bản tiếp theo của The Hunt. Vậy là với những thông báo này thì có khả năng rất cao là những sự kiện event cực kỳ hay trong quá khứ sẽ được quay lại trong một tương lai không xa. Đây có vẻ là một cái tin tức rất là đáng chú ý.
Gummy Bear, một nhân vật cực kỳ đình đám, có hẳn một video có tận 11 tỷ lượt xem trên YouTube, sẽ chính thức hợp tác với Roblox để đưa ra một sự kiện mới tinh dành cho người chơi Roblox. Tung lên, nhảy múa, tiệc tùng theo cách của bạn, thông qua các trò chơi nhỏ vui nhộn để mở khóa các vật phẩm avatar, gấu kèo dẻo, có giới hạn độc quyền. Đây chính là những hình ảnh của những item Roblox mà các bạn có thể sở hữu trong cái event Gummy Bear này. Rất đẹp phải không nào? Thông tin tiếp theo sẽ liên quan đến việc nền tảng Roblox có tin đồn cho rằng là sẽ đưa game của mình lên hệ thống máy chơi game Nintendo Switch. Theo nhiều người phỏng đoán rằng Roblox sẽ đợi đến khi nào mà phiên bản mới của hệ máy Nintendo này ra phiên bản mới thì họ sẽ chính thức công bố sự hợp tác này. Tuy nhiên, nói gì thì nói, đây vẫn chỉ là một tin đồn vô căn cứ mà thôi. Các bạn ạ, trong tương lai thì chúng ta không biết được rằng là điều này có thành sự thật hay không, nên hãy giữ một thái độ thật là cẩn trọng trước những thông tin như thế này. Nhưng giả sử nó có thành sự thật thì có vẻ là hơi bị khuyến khích luôn ấy nhỉ. Một YouTuber có tên là HelloisVG đã xác lập một kỷ lục không thể tin được, kỷ lục về việc anh này đã chơi Jailbreak trong hơn 7.526 giờ. Tức là nếu đổi cái này ra ngày thì chúng ta sẽ có được hơn 313,58 ngày. Và ấy, con số gì thế này, không thể tin được luôn ấy, rằng có một ngày mà có một người nào đó có thể xác lập một con số kỷ lục này luôn. Và lưu ý rằng đây chỉ là thời gian tính riêng cho tựa game Jailbreak mà thôi, chứ không hề gộp các thống kê của những tựa game khác lại. Giả sử trong trường hợp có gộp vào thì con số này có thể là sẽ cao hơn gấp bội lần luôn. Thậm chí YouTuber HelloisVG còn không thể tin được điều mà mình vừa mới làm với dòng trạng thái như sau: I really need to chop grass. Dịch ra thì nó có nghĩa là tôi cần phải chạm vào cỏ. Nếu bạn không biết thì điều này ẩn dụ cho việc ai đó đã ở nhà quá lâu và cần phải ra ngoài để vui chơi cũng như là hít thở không khí trong lành từ thiên nhiên. Hơn 7.000 giờ chơi Jailbreak. Chưa hết đâu, bên dưới bình luận còn bất ngờ hơn nữa khi nó còn có cả sự góp mặt của một trong hai admin của Jailbreak có tên là Asimo 3089, cũng đã bình luận vào cái bài đăng có hơn 7.000 giờ chơi này rằng thật điên đảo. Ngoài ra còn có những cái tên rất là đáng chú ý như là My username this, ông bắt đầu hành trình này từ khi nào vậy? Quả thật là một kỷ lục điên rồ mà không phải người chơi nào cũng có thể phá được. Hãy nhắc về Jailbreak thì mới nhớ sự kiện live event mới nhất của trò chơi này đã chính thức công bố ngày ra mắt rồi đấy các bạn ạ. Cụ thể thì event này sẽ được tổ chức vào thứ bảy ngày 20/4/2024 lúc 10 giờ sáng theo giờ chuẩn Thái Bình Dương, tức là khu vực châu Á, và 1 giờ chiều theo giờ EST, giờ chuẩn của Mỹ. Kèm theo đó là một đoạn video ngắn rất đáng để xem luôn. Bạn thấy như thế nào, có hào hứng với thông tin này hay không? Nhưng bản thân mình mà nói thì đây là một câu hỏi rất là tuyệt vời để những ai từng có kỷ niệm rất là đẹp với Jailbreak có thể ôm lại những khoảnh khắc này một lần nữa cùng với những người bạn bè. Với sự kiện live event mới này sẽ mang đến cho những người chơi tham gia một trải nghiệm hoàn toàn mới, và đâu đó thì cũng có một chút lạ nữa mà trước giờ chưa hề có. Và đó là nội dung của bản tin ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký cho mình nhé. Và nếu bạn nào có nhu cầu về ad hay là về robot thì ghé xuống phần comment để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và mình chúc các bạn ngày tốt lành. Bye bye các bạn.